Rồi Siêu Nhân xin chào cả nhà mình. Trước khi vào clip thì để cho Siêu Nhân trình cho cả nhà mình thấy thức ăn cho các bé đó đã. Thì ở đây là một bao hạt mèo. Bao hạt mèo ha. 1 2 3. 1 2 3, ba bao hạt chó. Đó, nè. Một bao hạt mèo, một bao hạt chó, hai bao hạt chó, ba bao hạt chó là bốn bao. Gạo thì một bao, hai bao, ba bao, bốn bao, năm bao, 250 ký gạo. Thì hạt mèo và hạt chó là bốn bao. Bốn bao này là của Mạnh Thường Quân em Thanh Nguyễn ở Mỹ, giúp cho các bé ở trạm Sang Võ, người mẹ tảo tần mà đi bán bánh ướt bánh cuốn đâu đó để kiếm tiền nuôi các bé. Rồi năm bao gạo là 250 ký. Phần quà cuối cùng của chị Lý Thị Mộc Lan ở Úc gửi tặng cho trạm Sang Võ như cả nhà mình ha. Bây giờ Siêu Nhân vô quay các bé cho cả nhà mình xem. Rồi là cả nhà mình thì hôm nay Siêu Nhân thấy có một cái hơi mới lạ chút xíu, là mừng cho các bé chút xíu, được như mình mừng nhiêu thì được nới rộng cái ô này ra chút xíu để các bé ra có ra chơi và phơi nắng. Đây là cái ô này là cái ô mới nha cả nhà mình nha, chứ mỗi bữa là không có ha. Tụi nó nay ra đây nó là mèo. Mèo ở đây thì nhiều lắm nha Thanh Nguyễn và cả nhà mình. Ở đây mèo Thả Lan có trong chuồng đồ, nói chung là có mèo thì nhiều, mèo cũng ở ngoài. Nó nằm ngoài luôn rồi. Sao? Có bụng không? Mày nó chạy lung tung rồi. Trời ơi. Siêu Nhân có đem thêm một con mèo vậy đó. Chứ không biết ở đây mèo nhiều. Bữa nay lạ lắm luôn á. Bữa nay nới rộng nhiều u nhiều khu. Còn chó bên trong và mèo cũng còn bên trong nữa nha cả nhà mình. Và cháo hả? Ăn cháo hả? Dám làm mẹ ra tiền nên sợ nấu cháo cho ăn, nấu cháo đặc chứ không dám nấu cơm. Với lại tiền điện mấy triệu đóng nổi. Phải là tiết kiệm nấu bằng than, nấu bằng củi để nấu nè. Ăn cháo luôn rồi. Ăn cháo đặc cho ăn chứ rồi ăn thêm hạt, có hạt mua. Bữa nào có tiền mua thêm bao hạt rồi cái ăn thêm. Chứ trời ơi, ăn cháo rồi chết mẹ rồi, đói rồi. Các bé ăn cháo rồi cả nhà ơi. Đó. Nhưng mà có thức ăn nhiều nha. Ôi ăn cắp kìa, ăn cắp đi nha. Nè đang nấu nồi gan với đậu. Ăn cháo nhưng mà nhìn thấy thịt thức ăn rồi nó vô nhiều. Ngon. Từ từ đi con, từ từ. Bà chưa ăn cháo rồi. Bà nói là gì, cánh gà, cánh vịt. Rồi cũng có vịt. Cái gì á, cánh vịt rồi cùi lẳng vịt á. À. Ăn cắp ăn rồi. Từ từ một chút xíu là mẹ mới cho ăn được. Trời ơi, ăn cháo rồi. Giờ làm cái này. Giờ em làm ăn không được luôn á. Ghê.
mua ba ráng qua mua bao hạt cho con ăn kèm ăn nước nắng lắm. Được rồi, em mệt quá, em mệt luôn luôn. Em ráng về đi. Cái nâu nâu từ từ lát. Đừng có nắm vô cái camera là được, nè, nắm vô tay này là nó dưới được rồi đó. Rồi đó, rồi, em quay tụi nó rồi, làm anh đi rồi bấm nút kia vậy, nút bên đây nè, rồi bấm rồi quay em đang. Anh mở cửa coi chừng tụi nó lắm, nó chạy ra ngoài. Em mở cửa cho anh ra không? Hả? Anh ra đứng đây. Anh ngồi ghế đây đi. Em chào cô chú. Nè, sang giỏ. Đây, các con ở tràn em. Ê, con đừng bỏ bể điện thoại của chú. Mẹ ăn lấy tiền đền á. Đây là này, em thật sự em đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà công việc buồn. Ê, nè, nè, Ri, Ri. Ri, Ri, làm. Trời ơi, thấy nó cũng giận cô chú. Em đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà cuối cùng hả? Từ điện từ nước tháng mấy triệu, tháng này em không có khả năng trả luôn. Tiền gian con giờ là mẹ biết rồi, lên mẹ nấu cho ăn này nhanh đi. Tiền thuê trọ, tiền thứ em không còn khả năng nữa. Buôn bán bây giờ ẩm ngày em cũng kiếm được 700-800 ngàn có khi. Con đi ra qua. Ê, đi về bỏ đi bỏ. Ngày em kiếm 1 triệu bạc đó thì trả tiền điện nước. Đó là hạn chế nấu cơm rồi đó, giờ khá điện cháo. Để kinh phí trả tiền người làm chăm các con, rồi trả tiền điện nước nấu cơm cho các con ăn. Mùa này nó nắng á, các con còn que nữa, phải tắm que cũng kinh phí. Thứ chỉ nhờ vào cái bánh cuốn rồi. Nhiều lúc em không có khả năng lo không nổi cho các con, em thấy đau lòng quá. Hai con. Kinh phí để cho các con có cơm ăn, có điện để nấu cơm. Ngáo ơi, ngáo à, cô chú thương ngáo, ngáo ăn dữ lắm cô chú, ngáo ăn mạnh lắm luôn. Cô chú thương á, hỗ trợ trạm thì cũng xuống cấp đủ thứ, nói chung giờ em bất lực đủ kiểu, em cũng buồn lắm. Em đang cố gắng hết sức, giờ rồi em cũng đi bán buổi chiều mà rồi không có bán nổi. Bệnh ngồi không có nổi, trời phá coi nè, phá rào ra, đây phá rào qua nhà ta, trời phá rào, mong cô chú thương giúp đỡ cho các con có gạo, có tiền đóng tiền điện, tháng điện mấy triệu, 3 triệu mấy nữa đóng, không có tiền nấu, không dám nấu bằng điện nấu cơm, mẹ giờ cũng hết gạo nên mấy nay nấu cháo nấu bằng than, em cũng mua than mua 10 mấy ngàn ký, nhưng mà bán ngày nào thì mình gom mình mua như vậy thì nó đỡ, nó ngán, còn điện dồn tháng 3 mình không có tiền đóng,
đó là ta lại cắt điện thì không có xài cho các con nước nôi, nên là em hạn chế bữa nào không ấy thì nấu cháo, còn có gạo nấu cơm. Mong cô chú thương hỗ trợ giúp đỡ cho các con với cô chú ơi. Thực sự em giờ em buôn bán khó khăn quá nên cũng em cũng không biết phải làm sao. Thì lúc em cũng cố gắng lắm rồi. Mong cô chú thương giúp đỡ cho các con. Thôi vô đi con. Vô đi. Đừng có như vậy. Dữ quá. Mày mua về để dành đó cô chú. Mua về phơi rồi để dành vậy đó. Đó là ăn kèm thêm nữa chứ hạt không có tiền mua. Tủ đông các con bây giờ nó cũng hết đồ ăn. Hôm nay em mua mấy trăm ngàn tiền đồ ăn. Tủ đông hết sạch chuẩn bị dọn. Đó, giờ hôm nay là đã đông hết rồi em mua thêm. Mua thêm một ít mua hết 200 mấy ngàn nữa rồi thêm dọn cái tủ đông ra nấu cho các con. Nên mong cô chú thương giúp đỡ cho các con có tiền mua thức ăn, mua hạt. Trả tiền điện nước. Cứ thương cho tụi con hạt ăn với. Thấy anh? Không cho. Dạ rồi. Em quay em quá kìa. Rồi đây là sang giỏ nè nha cả nhà mình. Dạ. Đó. Hôm nay cái nhà mình thông cảm cho sang giỏ. Sang giỏ bị bệnh đó cái nhà mình nè. Đang ngồi đứng không nổi nữa. Nói chung là sang giỏ bị bệnh là cái nhà mình biết rồi ha. Thì cái nhà mình thông cảm nha. Thì hôm nay siêu nhân thay mặt, hôm nay anh thay mặt Mạnh Thường Quân mình, đó là chị Lý Thị Mộc Lan ở Úc. Còn lại phần quà cuối cùng là 250kg gạo anh chở xuống cho em luôn. Và của em Thanh Nguyễn ở Mỹ giúp cho trạm em là 3 bao hạt chó và cộng thêm 1 bao hạt mèo, là của em là nhiều nhất là được 4 bao. Tại vì của em biết là của em dưới này đông. Rồi anh thêm cho 1 bao hạt mèo ha. Là 4 bao tổng cộng á. Vậy là mừng quý lắm. Rồi còn nó có thức ăn. Nói chung là của chị Lý Thị Mộc Lan ở Úc giúp cho trạm mình là 250kg gạo. Dạ. Em Thanh Nguyễn ở Mỹ giúp cho trạm em là 4 bao hạt. Dạ. Trong đó thì có 1 bao hạt mèo, 3 bao hạt chó. Dạ. Rồi em có ủa còn chai dầu chứ rồi. Rồi chút xíu nữa em ra xe anh đưa cho em một chai dầu xanh nho nhỏ với lại một cục xà bông của Thanh Nguyễn cầm về hỗ trợ cho trạm mình đó. Dạ. Thì chút xíu nữa em ra xe anh đưa cho. Thì bây giờ em có đôi lời muốn nói với Mạnh Thường Quân không, cũng như là khó khăn như thế nào thì em nói trong cái clip hôm nay. Dạ. Anh truyền tải giùm ha. Dạ. Em cảm ơn chị em thay mặt các con ở trạm, cảm ơn chị Mộc Lan ở Mỹ. Ở Úc gửi cho các con 250kg gạo. Em cảm ơn chị Thanh Nguyễn ở Mỹ cho các con 3 bao hạt chó và 1 bao hạt mèo. Đúng rồi. Thật sự hôm nay phần quà rất là thật sự rất là mừng, rất là ý nghĩa với các con, tại vì các con đang khó khăn về vấn đề ăn cháo phải không? Dạ rồi hả. Khó khăn về vấn đề này tại em không đóng tiền điện nổi nên là em cứ mua than là mua củi về nấu, giống như hạn chế bớt tiền điện, tại điện đây tới 5.000kg á. Nên một mình em bây giờ một ngày em kiếm 1 triệu đồng bạc thì chỉ đủ trả tiền lương, tiền bổng, tiền nói chung là chỉ mua cho các con ăn thì cũng không đủ vào đâu hết. Nhiều lúc các con bệnh hoạn này nọ nữa đó thì nó cũng không đủ thiếu vào đâu, nên nhiều lúc á hả nó có khó khăn nhiều thứ nên em cũng hạn chế tiết kiệm đủ điều á. Nên nhà hôm nay cảm ơn anh làm cầu nối, cảm ơn anh siêu nhân hỗ trợ tới nơi cho các con có miếng ăn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cũng nhờ vào cái clip này mong anh ha truyền tải giúp đỡ cho các con là cô chú thương, cô chú hỗ trợ cho các con có cái ăn, có tiền điện, đóng tiền điện để nấu cơm, xài nước cho các con. Giờ ở đây phí nó cao quá à. Nước điện xài nó rất là mắc nên em mình xài mà thẳng cho các con là 1 tháng tới 3 triệu mấy là nấu á, xài tiền nấu cơm á. Giờ nấu than luôn. Thật sự em nấu em trả không có nổi gì, tháng giờ đâu có làm ra bao nhiêu tiền. Thêm phần em bệnh, đôi lúc có những lúc em bệnh mệt quá, đuối quá đó. Em phải nghỉ bán, có bữa phải nghỉ bán. Nên là mình em gồng không có nổi luôn. Nên cũng mong cô chú anh chị yêu thương qua cái kênh của anh siêu nhân thì anh chị cô chú yêu thương đó, giúp đỡ cho các con nó có cái kinh phí
phụ em một phần, em cũng cố gắng hết sức để cho các con nó có cái chỗ để nó nương tựa, chứ giờ không biết các con nó về đâu nữa. Thật sự em cũng rất lo lắng, em cũng cố gắng hết sức thôi chứ em cũng biết phải làm sao nữa. Cái vậy em đọc số điện thoại em đi, anh nghĩ là Mạnh Thường Quân sẽ kết nối số điện thoại với em, gọi điện về trực tiếp em trao đổi, rồi Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ phụ với em. Dạ, số điện thoại em là 0798495979. Thực sự mà nếu mà cô chú anh chị mà đã theo dõi thì cũng biết và thông cảm cho em, là vì một phần em bệnh, thứ hai em không rành, em không rành cái mạng xã hội lắm, thứ ba là em bận quá, vừa đi bán rồi vừa nhiều lúc về tranh thủ cho các con được lúc nào hay lúc đó đó, thì em cứ làm lụi lụi làm riết à, ít khi nào cầm tới cái điện thoại lắm, nên là cũng không có làm được gì nhiều, nên mong cô chú anh chị yêu thương á, thông cảm cho em, yêu thương các con, giúp các con qua hả, có gì á giúp qua kênh anh Siêu Nhân, anh Sơn Quỳnh á, thì anh truyền tải rồi anh cũng đem xuống cho các con, nên nè em cũng mang ơn đó lắm, tại vì em cũng có đi đâu được mà em cũng làm gì được ngoài việc cứ đi bán xong về cái lao vô lo cho con, xong cứ quay về làm đồ bán, nó cứ như vậy mà nó xây dòng, biết mà em cũng có chút nhiều chút thời gian để mà quay các con nhiều hay là nói nhiều gì trên này, em thì dở ăn nói nữa, nên có gì mong cô chú anh chị yêu thương giúp đỡ thì cũng thông cảm cho em, mà thương các con ở nơi em nó cũng còn khổ lắm, nhưng mà thôi em cũng biết nói gì sao giờ, thì có cái gì em lo cái đó, em cũng cố gắng hết sức mình thôi, chứ em cũng không biết phải làm sao nữa đó, thì mong anh chị cô chú thương mà thông cảm em nha. Dạ rồi, anh thì không biết nói gì sao hơn, thì chúc em nhiều sức khỏe, mua may bán đắt, kiếm tiền phụ lo cho các bạn các bé ha. Dạ. Rồi xin chúc em cũng như là anh rất là hy vọng là Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước nghe tiếng gọi của em, thấy em cực khổ giờ chăm sóc các bé, sẽ chung tay phụ với em một phần nào đó để là em lo cho các bé tốt hơn ha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Làm nãy giờ xong em mệt run, em thở mà run luôn á. Dạ rồi. Có những lúc giống như muốn đứt bóng. Trước khi kết thúc clip, Siêu Nhân xin dạ. Đại diện chị Lý, đại diện cho Sang Võ một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến chị Lý Thị Mộc Lan ở Úc, cũng như là cảm ơn em Thanh Nguyễn ở Mỹ rất là nhiều. Dạ em cũng xin lỗi, để anh ngồi mà em phải ngồi. Không, không em bệnh thì em ngồi đi, em bệnh em ngồi đi. Không, Sang Võ bệnh đứng không có nổi, đứng lâu không đứng có lâu được không nữa. Không có được, em bệnh em đứng lâu. Rồi em cứ ngồi, mọi người hiểu mà ha. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi Siêu Nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Dạ em cũng xin phép chào cả nhà. Rồi đem nói ông xã đem gạo với thức ăn vô ha. Dạ em cảm ơn nhiều ạ.